Kinh văn: Nếu xem sự dâm dục như là rắn độc, như thấy giặc thù, trước hết phải giữ tứ khí, bát khí của giới luật thanh văn, nắm giữ thân không để lay động. Sau đó hành trì luật nghi thanh tịnh Bồ Tát, nắm giữ tâm không vọng tưởng. Giảng giải: Nếu xem sự dâm dục như là rắn độc, như thấy giặc thù, hết sức chú ý điều này. Sự dâm dục như loài rắn độc, nếu để nó cắn, tất sẽ mất mạng. Hãy xem dâm dục là điều rất nguy hại, không thể coi thường được. Ngay cả ý nghĩ về dâm cũng không được động khởi. Tại sao? Bởi vì trí tưởng tượng có sức mạnh như hổ, sói vậy. Đừng thân cận với loài thú ấy. Nếu không muốn mất mạng, hãy xem những ý nghĩ ấy như giặc loạn, như tên trộm nguy hại đến tính mạng. Trước hết, phải giữ tứ khí, bát khí của giới luật thanh văn, nắm giữ thân không để lay động. Quý vị phải giữ giới thanh văn, tránh sát sinh, trộm cướp, tà dâm, nói dối. Cả tỳ kheo và tỳ kheo ni cũng vậy. Nhưng ở tỳ kheo ni còn thêm bốn giới: xúc, nhập, phú, tùy, để nắm giữ thân không lay động. Giữ nghiêm các giới như vậy để tránh tạo thêm nghiệp. Sau đó, hành trì luật nghi thanh tịnh Bồ Tát, nắm giữ tâm không vọng khởi. Kế đến, quý vị tu học giới luật Bồ Tát, thọ trì 10 trọng giới và 48 khinh giới. Giữ giới cho được thanh tịnh để tâm không khởi vọng tưởng. Đấy là đạo pháp quý vị phải tu tập thành tựu. Kinh văn: Cấm giới đã thành tựu thì ở trong thế gian hẳn không còn những nghiệp sinh nhau, giết nhau. Đã không làm việc trộm cướp thì không còn phải nợ nhau và cũng không phải trả nợ kiếp trước trong thế gian. Giảng giải: Cấm giới đã thành tựu. Cấm bao hàm sự giữ gìn, bảo vệ. Giới là ngăn chặn những sự sai trái. Giới chia làm bốn phương diện: 1. Chấp trì, 2. Gìn giữ, 3. Buông bỏ, 4. Vi phạm. Có khi phải buông xả để tránh không bị phạm giới, cho dù không muốn cũng không được. Giữ gìn bao hàm sự ngăn cấm. Người được tôn trọng là vì họ giữ gìn giới hành. Chẳng hạn như không dùng chất say để tránh phạm giới. Chấp trì là nghiêm giữ giới để chấp thọ. Vi phạm là phá giới. Có câu chuyện liên quan về giới như sau. Khi Đức Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, có hai vị tỳ kheo tu hành trong núi. Ngày nọ, một trong hai tỳ kheo đi xuống núi vào làng khất thực, còn vị tỳ kheo kia đi nơi khác để ngủ. Thời bấy giờ tại Ấn Độ, các tỳ kheo rất đơn giản, họ chỉ khoác áo, vào mình tắm choàng, không mặc y phục bên trong. Vị tỳ kheo này tháo tấm áo choàng ra và ngủ trong tư thế trần truồng. Có thể ông ta lười hoặc nghĩ trốn rừng núi sẽ không ai nhìn thấy, bèn quyết định chợp mắt một lúc. Vừa lúc, một người đàn bà đi ngang qua, thấy ông Tăng đang ngủ, bà ta vội đánh thức và nhắc nhở ông Tăng, đoạn vội vã bỏ chạy. Vị tỳ kheo vào làng đi trở về, thấy người đàn bà đang chạy nhanh. Ông tìm cách hỏi thăm và biết người đàn bà ấy đã giúp ông Tăng đang ngủ. Ông bèn quyết định đuổi theo để đưa bà ta đến trước Phật trình bày rõ sự việc. Khi ông theo sau, người đàn bà kia vội vã đã vấp phải mỏm đá, ngã xuống núi chết. Như vậy, một người phạm phải giới dâm, còn người kia phạm tội sát sinh. Mặc dù ông Tăng không xô đẩy người kia, nhưng nếu ông ta không đuổi theo, thì bà ấy đâu có ngã chết như thế. Hai vị tỳ kheo trở về với Phật, thưa chuyện phạm giới của mình. Phật bảo họ đến Đại Đức Ubali. Đại Đức nghe họ thuật xong, Ngài phán một người phạm giới dâm
người kia phạm giới sát sanh, sự phạm giới ấy không thể khoan thứ được. Ngài bảo, sau này cả hai sẽ phải xuống địa ngục đấy. Nghe qua, hai ông Tăng khóc nức nở và họ đi khắp nơi để tìm người cứu giúp. Cả hai tìm gặp cư sĩ Duy Ma Cật. Cư sĩ hỏi, tại sao khóc? Khi nghe hai người thuật lại mọi chuyện, cư sĩ tuyên bố họ không phạm giới. Nếu các ông sám hối, cư sĩ nói, tôi xác định là các ông không phạm giới. Tại sao thế? Hai tỳ kheo hỏi, tánh của tội vốn không. Cư sĩ nói, ông không có ý phá giới, vậy không phải là phạm giới, đấy là sự loại trừ đặc biệt. Nghe lời giải thích, cả hai tức thì tỏ ngộ và chứng ngay quả vị. Sau đó, họ cùng trở thành A-la-hán. Có nhiều cách giải thích về giới luật, nhưng nếu như người tu chỉ chăm chú vào trường hợp loại trừ, thì họ sẽ không nhiệt tình giữ giới, và như thế thì vấn đề xem như đã xác định. Chính vì vậy nên Đức Phật không nói nhiều về điều này. Khi có người giữ giới, thì ở trong thế gian hẳn không còn những nghiệp sinh nhau, giết nhau. Một người được sinh ra và bị giết chết, người đó lại tái sinh để giết lại người đã sát hại mình. Nhưng nay thì cái nghiệp sinh, sát, luân lưu đã dừng lại. Đã không làm việc trộm cướp thì không còn phải nợ nhau và cũng không phải trả nợ kiếp trước trong thế gian. Việc trộm cắp không còn khi chẳng còn ai lấy trộm. Tôi không lấy gì của ông cũng chẳng lấy gì của tôi. Tôi không ăn thịt ông chẳng ăn thịt tôi. Tôi không nợ ông chẳng nợ tôi. Như vậy, mọi người chúng ta sẽ chẳng phải trả lại nhau điều gì. Quý vị không còn ăn thịt, tức sẽ không phải trả nợ trong quá khứ mà quý vị từng cắt đứt các quan hệ thân thuộc với loài thú. Nếu không ăn thịt chúng, thì cũng chẳng có liên hệ gì. Kinh văn: Người thanh tịnh ấy, tu pháp Tam Ma Địa, chính nơi nhục thân cha mẹ sinh ra, không cần thiên nhãn, tự nhiên thấy được mười phương thế giới, thấy Phật nghe pháp, tự mình vâng lĩnh thánh chỉ, được pháp đại thần thông, đi khắp mười phương thế giới, túc mạng được thanh tịnh, không còn những điều khó khăn nguy hiểm. Giảng giải: Người thanh tịnh ấy, người không dùng năm loại rau cây, không uống rượu, ăn thịt và kiên quyết giữ nghiêm bốn hoặc tám giới ba la di. Nếu như người đó tu pháp Tam Ma Địa, chính nơi nhục thân cha mẹ sinh ra, không cần thiên nhãn, tự nhiên thấy được mười phương thế giới, họ không cần phải có năng lực của thiên nhãn để quan sát quanh người. Họ vẫn thấy Phật nghe pháp, tự mình vâng lĩnh thánh chỉ, được thân cận Phật và nghe pháp, được Phật chỉ giáo, được pháp đại thần thông, đi khắp mười phương thế giới, túc mạng được thanh tịnh, không còn những điều khó khăn nguy hiểm. Thần lực của họ có khả năng đi xuyên suốt mười phương. Họ biết được các đời sống trong quá khứ, từ nhục thân mà thành tựu được nhiều điều. Dù không có thiên nhãn, nhưng chẳng khác gì đã có, cả thiên nhĩ cũng vậy. Những người tu ấy không còn gặp phải trở ngại hoặc hung hiểm nào. Kinh văn: Đấy gọi là tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ hai. Giảng giải: Điều quan trọng và cần thiết chúng ta bàn đến là dừng dứt nghiệp. Chúng ta phải thay đổi nghiệp. Trước nay chúng ta phạm nhiều sai lầm, nay phải tích cực hành động để sửa đổi, phải giữ gìn giới luật. Chính sự giữ giới, đấy gọi là tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ hai. Om Ha 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 Un Sam Mo Di So Ha.